ma quá răng a đê sa di i nam bê ra ta năng ba ni tăng e tê na sát chê na su vát thì hô tô khi năng phù ra năng na văn na thì xăm ba quăng quy ra ta chít ta gia tí khê ba vát minh tê khi na bi ya quy ru hi chân đa ni văn thì thay ra gia tha dâm ba đi bô thì đâm bị sang nghe ra ta năng bà ni tăng nghe tê na sát chê na su vát thì ô tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni bom ma ni wa cha ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đê wa ma nút sa phu di tăng bút đăng na ma sa ma su vát thì ô tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni bom ma ni wa cha ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đê wa ma nút sa phu di tăng đam măng na ma sa ma su vát thì ô tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni bom ma ni wa cha ni wa an ta li khe ta ga tăng đê wa ma nút sa pu di tăng sang ngang na ma sa ma su vát thì ô tu Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua cánh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi việc mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Các hữu vi thật không bền vững, nó cánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng bạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, một Phật hai kính chào đạo tràng. Sư tụng kinh xong, bây giờ mời MC Nguyên Như nghe, giơ tay. Nguyên Như điều khiển chương trình hôm nay ạ, một Phật. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Cho con xin tín hiệu. Hello. Dạ, dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ sau đây con xin, dạ con tụi con xin giới nha sư. Con xin mình xin tiếng con kính thỉnh sư Thanh Tâm truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Sau đó thì chúng con sẽ ôn bài. Dạ con xin bằng tiếng Pali ngắn gọn để mình có giờ hết sư ha. Ukasa mayang pante visum visum rakhana tha yati sarane nasaha panchasila niya chama. Dutiyam bimayang pante visum visum rakhanattha yati sarane nasaha panchasila niya chama. Tatiyam bimayang pante visum visum rakhanattha yati sarane nasaha panchasila niya chama. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Thanh Tâm từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con nè. Dạ con kính sư ạ.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang sanggacchami. Sanggang saranang gacchami. Duti chambi buddhang saranang gacchami. Duti chambi dhammang saranang gacchami. Duti chambi sanggang saranang gacchami. Tati chambi buddhang saranang gacchami. Tati chambi dhammang saranang gacchami. Tati chambi sanggang saranang gacchami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sangkhang saranang gacchami. Dutiyam bi buddhang saranang gacchami. Dutiyam bi dhammang saranang gacchami. Dutiyam bi sangkhang saranang gacchami. Tatiyam bi buddhang saranang gacchami. Tatiyam bi dhammang saranang gacchami. Tatiyam bi sangkhang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunnang. Panati bata weramane sika padang samadhiyami. Adinna dana weramane sika padang samadhiyami. Kame sumicca cara weramane sika padang samadhiyami. Musawada weramane sika padang samadhiyami. Surame raya macappa madatana weramane sika padang samadhiyami. Banatipata weramane sika padang samadhiyami. Adinna dana weramani sikha badang samadhiyami. Kame sumicchacara weramani sikha badang samadhiyami. Musawada weramani sikha badang samadhiyami. Surame raya macchappa madatthana weramani sikha padang samadhiyami. Imani pancha sikha padani sadukang katva apamadena nicchakalang samarakitappang. Silena sugatin janti, silena poka sambada, silena nipputin janti, tasma silang viso thaya. Sathu sathu lantai, uttamang ge na vande hang bada pang sung varuttamang, putteyo kalito doso, putto kamatutang mamang. Uttamang gena vandeham dhammang chaduvitam varam dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamam. Uttamang gena vandeham sangham chaduvitottamam sankheyo kalito doso sankho kamatutang mamam. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Và sau đây xin mời chị Nhung và chị post bài. Dạ sa thú chị Nhung
Dạ sau đây Nguyên Trang, dạ con kính mời đạo tràng ạ, cùng mình cùng tham gia đọc bài hôm nay chia pháp ạ. Dạ, dạ trước hết con kính thỉnh sư Thanh Tâm nha sư. Dạ sư sư cầm mic đọc đầu tiên nha sư, rồi sau đó con kính mời đạo tràng ạ lên ôn bài bài chia pháp ha. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, một Phật, một lần nữa sư kính chào đạo tràng. Sư xin tiên phong đọc trước ạ. Vi diệu pháp, chi pháp, tất cả là pháp, pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp. Sắc danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đáo đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô tợ, tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô hữu trợ. Tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy, tâm nhị thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ xả khổ bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám, tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân được chia làm ba, tâm kháng ngũ môn xả, tâm kháng ý môn thọ xả, tâm ứng cúng vi tiêu thọ xả. Rồi, sư đã đọc xong, mời quý kế tiếp nha, kính mời ạ. Dạ, con Kim Nhung ạ, con kính lễ sư Thanh Tâm ạ. Sa thú sư Thanh Tâm đọc bài. Dạ, con kính chào ông bà Năm, con chính kính chào các anh chị em ở trong phòng ạ. Dạ, con xin trả bài ạ. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế.
Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đạo đài, tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm thiện được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được làm tám, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xá hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xá hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xá ly tà vô trợ, tâm tham thọ xá ly tà hữu trợ, tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ ưu hợp phân vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phân hữu trợ, tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xá hợp hoài nghi, tâm si thọ xá hợp phong dực, tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân, tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy, tâm nhãn thức thọ xá quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xá quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xá quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xá quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xá quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám, tâm nhãn thức thọ xá quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xá quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xá quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xá quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ xá quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xá quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xá quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, tâm duy tác vô nhân được chia làm ba, tâm khan ngũ môn thọ xá, tâm khan y môn thọ xá, tâm ưng cung vị tiêu thọ hỷ. Dạ, con đã đọc xong rồi, con xin xuống mic ạ. Dạ, A Mô Phật, con Quan Phan, con kính chào, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài chi pháp ạ. Chia làm hai, pháp tục đê, pháp chân đê, pháp chân.
Hello, Quân ơi, chị Quân ơi, rớt mic rồi. Quân có nghe âm thanh của Nguyên Trang không ạ? À? Cho Nguyên Trang xin tín hiệu. Quân đã rớt mic rồi nha, cầm lại nha. À, không biết còn trong room không ta? Hình như là, còn trong room nè. Không biết chị Quân có nghe, Nguyên Trang, tiếng Nguyên Trang không ạ? À? Không thấy tín hiệu Nguyên Như ơi, chắc. Dạ, Nguyên Như nghe hả? À, dạ con mời, dạ trong khi chờ đợi con mời đạo tràng ạ. À. Ồ giờ là sao? Giờ là bây giờ cầm mic lại nha. Hồi nãy giờ rớt mic rồi, rồi Nguyên Trang xuống mic nha. Dạ con xin chia làm hai pháp tụng. Nam Bút Tha Giá. Chị Oanh ơi, rớt mic nữa rồi chị Oanh ơi. Không biết còn trong room không? Có nghe Nguyên Trang không? Bị rớt mic rồi, coi chừng cái đường mạng của chị đó. Ok, thấy thôi nha, vô lại nha, cầm lại nha. Alo, dạ có nghe con không ạ? Dạ, dạ con xin đọc lại từ đầu. Lúc trước rớt lên các bạn không biết sao cái mạng kỳ quá, con xin lỗi. Tất cả là pháp, pháp được chia làm pháp tục đê, pháp chân đê. Pháp chân đê được chia làm hai. Chân đê vô vi, chân đê hữu vi, chân đê hữu vi được chia làm hai. Sắc pháp, danh pháp, danh pháp được chia làm hai. Sở hữu tâm, tâm, tâm được chia làm hai. Tâm siêu thế, tâm hiệp thế, tâm hiệp thế được chia làm hai. Tâm đạo đại, tâm dục giới được chia làm hai. Tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai. Tâm vô nhân, tâm bất thiện được chia làm ba. Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tham được chia làm tám. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai. Tâm sân thọ u hợp phân vô trợ, tâm sân thọ u hợp phân hữu trợ. Tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm di tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy. Tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ quả thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám. Tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân.
tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, tâm di tác vô nhân được chia làm ba, tâm khác ngũ môn thọ xả, tâm khác y môn thọ xả, tâm ưng cung vì tiêu thọ hỷ. Dạ mô Phật, con xin nhường mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Thay giá. Dạ con kính mời mọi người ạ. À. Mời Hà, mời anh Lý. Dạ. Mời rồi Sa Thú. Dạ, Minh Trang kính đại mít lại nha. Có phải là tới mình hùng vậy Nguyên Trang? Dạ, con là Nguyễn Bản Thiện, thì con xin phép, con xin kính lễ sư Thanh Tâm và xin kính chào tất cả đạo tràng. Tất cả là pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đủ vi, chân hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đáo đại, tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo, tâm giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám, tâm tham thọ hỷ Phật tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ Phật tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả Phật tà vô trợ, tâm tham thọ xả Phật tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân,
tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm 7. Tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm 8. Tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân được chia làm 3. Tâm kháng ngũ môn thọ xả. Tâm kháng ý môn thọ xả. Tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ. Dạ, con xin hết ạ. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khà Dạ. Dạ, con xin kính mời cô Diệu Pháp, cô có thể lên đọc bài được không cô? Dạ, kính thưa đạo tràng, như cô gọi sư Pháp Tính, sư đang trên đường đi vô, chắc lại bị trục trặc cái mạng một chút xíu. Dạ, con xin kính mời cô đọc trong khi chờ Pháp Sư. Dạ, con xin nhường mic lại cho cô ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con là Diệu Pháp. Con kính lễ sư Thanh Tâm. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Tất cả là pháp, pháp được chia làm 2. Pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm 2. Chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm 2. Sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm 2. Sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm 2. Tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm 2. Tâm đao đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm 2. Tâm dục giới tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm 2. Tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm 3. Tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm 8. Tâm tham to hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham to hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham to hỷ ly tà vô trợ. Tâm tham to hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham to xá hợp tà vô trợ. Tâm tham to xá hợp tà hữu trợ. Tâm tham to xá ly tà vô trợ. Tâm to xá ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm 2. Tâm sân to ưu hợp phấn vô trợ. Tâm sân to ưu hợp phấn hữu trợ. Tâm si được chia làm 2. Tâm si to xá hợp hoài nghi. Tâm si to xá hợp phóng vật. Tâm vô nhân được chia làm 2. Tâm quả vô nhân. Tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm 2. Tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm 7. Tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân.
tiếp chia làm tam, tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, tâm duy tác vô nhân được chia làm ba, tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm kháng ý môn thọ xả, tâm ưng cung vi tiêu thọ hỷ. Dạ con diệu pháp, con xin xin mít. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con lần nữa con xin kính lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính lãnh lễ sư Pháp Tính vừa mới vào đạo tràng. Dạ pháp sư đã vào tới, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Brahma cha loka thi pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tam ba ra chang kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rinh quy nha dành cha cả dân sủa tanh cha bánh thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dành tô cha tu san cha đành đăng bắp bồ thà nây dê ba ri sa dạ mạnh chê. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, phận nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lòng giả ngài dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tin rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Tính có thể đăng đàn để dạy cho chúng con buổi học của ngày hôm nay bạch sư. Dạ con xin dâng mít lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tâm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng, kính chào quý thiền hữu tri thức đang có mặt ở trong lớp học. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng tiếp tục theo cái phần bất tri trong thập đế, có nghĩa là bất tri ở trong thập đế có nghĩa là tham đó. Mà ở trong cái phần thập đế
mà nói về tham thì chúng ta có ba loại: dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Mà vừa rồi thì chúng ta mới có học đến cái phần của dục ái thôi. Thành ra hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp theo cái phần hữu ái nữa. Vậy thì trước khi đi vào thời thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddhangava buddhang bhagavantang abhivadayami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namami suppatthipanno bhagavato savakasangho sangham namami lokassanathang varamuttamahang buddhang yathammang yathamanamami sangham. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý vị Phật tử. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Quý vị có nghe rõ chưa? Quý vị có nghe rõ hay không? Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Cái tuần vừa rồi đó, chúng ta học đã xong cái phần dục ái. Cái dục ái. Trước khi bước qua bên phần hữu ái đó, thì chúng tôi cũng nhắc lại cho quý vị. Dục ái có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi mà chúng ta dính mắc, khi mà chúng ta dính mắc với cả những cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ngay cả cảnh pháp luôn. Chúng ta dính mắc thì coi như là gọi là chúng ta bị vướng vào cái dục ái. Khi mà chúng ta vướng vào như vậy đó, quý vị biết rằng khi mà kết thúc một cái kiếp sống của con người, kết thúc một cái kiếp sống của con người đó, thì trong cái giờ phút cuối cùng của chúng ta đó, nó sẽ xảy ra cái hiện tượng. Cái lúc đó đó, chúng ta sẽ thấy được một cái nghiệp nào, thành ra một cái nghiệp nào đó ở trong kinh gọi là nghiệp. Rồi thứ hai nữa là nghiệp tướng. Thứ ba nữa là thú tướng. Lúc đó nó mới cho chúng ta cái sự dính mắc để mà đi tái sanh. Dính mắc để mà đi tái sanh. Nghiệp có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là lúc đó nó làm cho cái tâm của chúng ta trong cái thời cận tử, trong cái thời cận tử, cái tâm của chúng ta thí dụ như là chúng ta thấy chúng ta nhớ lại, hoặc là ở trong tâm của chúng ta sẽ thấy cái hành động, thí dụ như mình cúng dường hoa đến Đức Phật, hoặc là những người mà người ta làm cái nghề đồ tể thì người ta sẽ thấy lại cái hành động làm của người ta, hoặc là cái người mà người ta làm công sở, hoặc là người ta làm, nói chung là cái nghiệp gì đó mà mình đã làm, cái nghiệp gì đó mình đã làm, thành ra ở trong kinh gọi là nghiệp. Rồi cái nghiệp là như thế nào quý vị? Nghiệp tướng á, là thí dụ như cái người mà người ta bán thịt á, thì người ta nhìn thấy những cái cục thịt, hoặc là cái con dao, hoặc là cái người mà người ta chèo đò á, thì người ta thấy rằng cái chiếc đò hoặc là cái chiếc ghe nó trôi ở trên cái dòng nước đó, thì cái đó gọi là cái nghiệp tướng. Rồi cái thú tướng có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình thấy sông hoặc là rừng núi, hoặc là những cái cảnh tượng, những cái hình ảnh gì đó, những cái hình ảnh gì đó, thành ra cái đó gọi là thú tướng. Thì cái thú tướng nó là cái chỗ mà quyết định mình mình sẽ sanh ở đâu đó. Đó. Cũng như ở trong cái thời gần đây
À, trong cái thời gần đây á, ở bên Miến Điện có một cái câu chuyện thiệt, à, có một cái câu chuyện rất là thiệt mà được các vị trưởng lão, à, các vị trưởng lão đã kể lại. Thì trong cái thời đó ở bên Miến Điện có một cái vị trưởng lão pháp sư rất là nổi tiếng, à, rất là nổi tiếng. Thì lần đó trong một cái buổi lễ trai tăng, trai tăng, à, có nghĩa là cái tuần lễ đầu tiên của một người đã quá giảng đó quý vị, à, có ba phần, có ba phần dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Và chúng tôi đang nhắc lại, à, nhắc lại ngay chỗ cái phần dục ái đó, à, dục ái mà gom chung lại ba cái phần này. Thì mỗi ba phần này, phần nào nó, lúc mà chúng ta cận tử đó, à, cận tử nó đều xuất hiện nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng, à, là chúng tôi đang giải thích nghiệp, nghiệp tướng, nghiệp ý, rồi nghiệp tướng, rồi thú tướng. Trở lại cái câu chuyện mà chúng tôi đang trình bày để mà nói lên cái nghiệp và cái nghiệp tướng và cái thú tướng. Quý vị biết rằng ở bên Miến Điện, ở trong cái thời gian gần ở đây, nói chung là một hai trăm năm gần ở đây, có một cái vị trưởng lão pháp sư, cái vị đó rất là nổi tiếng. Thì trong một cái lần làm lễ trai tăng á, thì cái vị đó thuyết pháp. Thì cái người chết đó là cái tình thất đầu tiên của cái người chết đó, mà cái người chết đó lại là một cái thân chủ, là một cái vị lực sư cũng rất là nổi tiếng, là cái vị mà đàn tính thường hộ độ cái vị pháp sư này. Thành ra cái vị pháp sư này mới thuyết một cái thời pháp để mà hồi hướng cho người đã quá giảng. Thì cái vị pháp sư thuyết về cái chủ đề là cái mạng sống này của mình, của tất cả con người, mạng sống của tất cả của con người thật sự rất là ngắn ngủi, rất là phù du. Nhưng mà cái chết là nhất định, là cố định, chắc chắn là mình phải chết. Cái sự sống của mình chỉ chấm dứt ở trong cái chết thôi. Có nghĩa là cái vị này đem cái đề tài quán về cái sự chết ra để mà thuyết pháp, nhắc nhở. Thì lúc đó có nhiều người, người ta nghe ở trong cái thời pháp đó, người ta rất là quan hỷ quý vị, người ta rất là quan hỷ. Thì chỉ vài ngày sau thôi, vài ngày sau thôi, thì người ta nghe một cái tin buồn, một cái tin buồn là cái vị trưởng lão pháp sư đó, trưởng lão pháp sư đó đã bị chết mà chết một cách rất là đau đớn, có nghĩa là bị người ta đâm, người ta sát hại chết. Thì mọi người đó, người ta cứ nghĩ rằng tội nghiệp ngài thì tội nghiệp, nhưng mà chắc có lẽ dù sao đó, ngài cũng chết ở trong cái tâm mà đang quán tưởng, chết ở trong cái tâm cũng như là tâm thanh tịnh đó quý vị. Đó thì từ đó trở đi khoảng 3 năm sau, từ đó trở đi khoảng 3 năm sau, thì ở một cái làng cách đó cũng phải đi một cái đoạn đường cài cả ngày mới đến, đi mất một ngày đường mới tới được cái làng của ngài. Thì có một cái gia đó đó, sanh ra cái đứa bé đã 3 tuổi rồi, mà cái đứa bé này á, nó rất là ngộ, nó cứ đòi đi đến cái vùng đó, cái vùng mà có cái vị trưởng lão pháp sư chết đó. Đó, một hai là nó cứ đòi cha mẹ nó dẫn đi đến cái vùng đó. Thì khi mà con mình á, được nhiêu đó tuổi rồi á, quý vị biết rằng là cha mẹ mừng, cha mẹ mừng, thành ra cha mẹ mới dẫn con đi đến cái vùng đó. Thì đi đến, khi mà đi đến cái vùng đó đó, quý vị biết không, cái đứa bé nó kể về ở trong cái chùa này đó,
cái chỗ nào để cái gì, cái chỗ nào đặt cái tượng như thế nào, chỗ nào để cái kệ kinh như thế nào, chỗ nào để như thế nào. Rồi trước đây á, những vị nào là có phận sự gì ở trong cái chùa này. Đứa bé mới có 3 tuổi mà nó kể răm rắp, rồi nó kể xung quanh cái ngôi chùa này, xung quanh chùa này có bao nhiêu cái chùa nữa, rồi mỗi chùa tên gì, rồi chùa đó ai làm chủ trì, những cái chùa ở xung quanh đó, ai làm chủ trì đó, thì mọi người ta mới hết hồn quý vị, mọi người ta mới hết hồn, nhưng mà anh ta cũng chưa biết đứa bé này là ai. Thì lúc đó ở dân làng người ta mới xúm lại, người ta nghe và người ta xem. Cái người dân làng mới nói lên cái tên của cái ông mà cận sự mà thân cận, là có nghĩa là cái người mà thị giả mà thân cận của cái vị chủ trì đó, chủ trì cái chùa đó đó, thì nói tên của cái người đàn ông đó lên. Thì đứa bé nó tự nhiên nó run, nó nói sợ lắm, đừng nhắc. Thì lúc đó người ta mới để cho cái đứa bé đó, nó bình tĩnh lại, hỏi con sợ cái gì vậy, khi mà nhắc đến tên cái người đó đó, con sợ cái gì vậy. Thì cái đứa bé nó mới kể lại cái việc mà cái người đàn ông mà thị giả mà cận sự mà thân cận đó quý vị, đã cùng với những người sát nhân, có nghĩa là dí cái vị chủ trì, dí cái vị chủ trì và đâm cái vị chủ trì đó nhiều nhát ở trên người. Thì nó kể lại là cái câu chuyện đó, là nó thấy mấy người đó truy xét, rồi xong rồi nó mới bắt đầu là nó mới bị, sau khi bị đâm rồi đó, nó mới chạy đến một cái bờ sông, nó thấy một cái chiếc thuyền, rồi nó leo lên cái chiếc thuyền đó, rồi nó thoát thân, nó chạy thoát bằng cái chiếc thuyền. Rồi khi mà đi đến chạy, nó ở trên cái chiếc thuyền đó, nó qua đến bờ sông bên kia đó, thì nó nói là không biết làm sao mà tự nhiên giờ vô cái nhà này, không biết làm sao mà tự nhiên giờ nó có mặt ở trong cái nhà này đó. Thì quý vị thấy rằng thật sự ra đó là quý vị thấy rằng là cái vị chủ trì đó bị giết, bị đâm, bị giết. Nhưng mà sao quý vị, ở trong lúc mà trước khi chết đó, cái vị này thấy rằng cận tử nghiệp thấy được cái nghiệp tướng của mình là coi như là leo lên cái chiếc thuyền, quý vị, leo lên cái chiếc thuyền, tại vì ở ngoài sau chùa có bờ sông, leo lên cái chiếc thuyền rồi thoát thân bằng cái chiếc thuyền đó, băng qua bên bờ sông bên kia rồi vô một cái nhà đó, thoát ở trong đó. Thì quý vị thấy rằng đứa bé nó kể lại cái câu chuyện đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng ở đây đối với những cái tham ái này nè, đến thờ cuối cùng, là có nghĩa là cái lúc mà cận tử nghiệp, nó đều có cái nghiệp nó sanh lên. Rồi khi mà cái nghiệp đó nó sanh lên đó, mình quản hốt hay là mình không quản hốt gì, thì lúc đó ái tham cũng sanh lên. Có nghĩa là nó sẽ sanh sau hoặc là sanh trước, sanh sau hoặc là sanh trước, quý vị. Thì đứa bé khi mà nó leo lên chiếc thuyền á, là nó quản hốt và cái người mà chủ trì á, mà bị giết đó, quý vị, là coi như là lúc đó trong tâm trí á, là trong cái tâm trí của mình á, là thấy mình leo lên chiếc thuyền. Thì khi mà băng qua được bờ sông bên kia rồi vô cái nhà đó là thấy an toàn. Thì an toàn có nghĩa là lúc đó mình vừa lòng với cái nhà đó, thì cũng như là cái cảnh giới tái sanh mà mình có cái đối tượng để mà mình nhập vô rồi đó, mình có cái đối tượng mình nhập vô rồi. Cái này thì quý vị thấy rằng là do cái tâm tham, do cái sự tham mà nó thúc đẩy mình nhập vô bào thai, chứ lúc đó không có ai mà ôm mình quăng vào bào thai hết đó. Thành ra
Do vậy á, mà quý vị thấy rằng các vị trưởng lão á, mới dạy, dạy chúng ta á, ở sống ở trong cái cuộc đời này đó, quý vị còn nghe, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thành ra các vị trưởng lão á, mới dạy cho chúng ta ở trong cái cuộc đời này, ở trong cái cuộc sống này đó, khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm hay là chúng ta xúc chạm à, một cái dục trần gì đó à, cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì nếu mà chúng ta cho nó là lạc à, cho nó là lạc, cho nó là hỷ, thì coi như là một cái sự ưa thích à, nó sẽ phát sanh à, rồi nó cứ tập trung à, nó cứ tích lũy dần dần à, nó tích lũy dần dần quý vị. Mà đối với những cái cảnh, các căn và cảnh khi mà tiếp xúc á, mà mình nghĩ nó là lạc á, thì nó như thế nào quý vị? Có nghĩa là vô minh nó đang chi phối à, vô minh á, à, nó muốn che đậy cái gì à, che đậy cái bản chất à, thực à, bản chất rất là thực à, của à, những cái dục đó. Thành ra nó lúc đó nó phát sanh à, nó lên cái quan niệm à, sai lầm à, về tất cả. Vô minh á, nó sẽ nhận cái vô thường á, là thường, mà hãy mà cái khổ á, là lạc à, mà không có ngã đó thì nó lại à, cho là ngã. Thành ra vô minh là nó luôn luôn nó nhận cái đó, hãy mà bất tịnh nó cho là tịnh đó. Thì các vị chúng tôi thật ra đó, ở trong cái đời sống này đó, khi mà chúng ta học được những cái điều này á, chúng ta được nghe đi nghe lại à, thì từ từ chúng ta sẽ áp dụng vô cái đời sống được. Chứ hồi lúc mà mới đầu mà chúng tôi mà nghe những cái, chúng tôi học về những cái điều này á, quý vị biết rằng chúng tôi nghĩ đây là pháp học, nhưng mà thật sự ra đó, mình không học lấy gì mình biết quý vị à, Mỹ đây là pháp học, mình không học mình lấy gì mình biết. Mà các vị trưởng lão á, các vị giải thích rất là kỹ. Khi mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, mà hãy mà chúng ta cho đó là lạc à, cho đó là lạc à, cho đó là đẹp, cho đó là lạc đi, thì lúc đó làm sao quý vị? Thì lúc đó là có nghĩa là mình bị à, vô minh à, nó à, vô minh nó che mình quý vị. Tại vì các pháp à, các pháp nó là khổ à, các pháp cái gì quý vị? Nó là vô thường, là khổ à, là vô ngã. Mà chúng ta khi mà chúng ta nghe ngửi nếm đụng à, chúng ta cảm thấy là lạc, thì cái đó là do vô minh à, nó che đậy. À, vô minh à, nó che đậy, thì lúc đó vô minh nó che đậy rồi tịnh rồi có ngã, thì chính là như vậy đó, thì chúng ta mới khởi lên cái sự dính mắc, có nghĩa là chúng ta khởi lên cái ái tham à, tan ha đó. Thành ra đó, một người mà có tu tập à, mình có được cái sự tu tập, mình có được cái sự nghe pháp đó, thì á, mình sẽ dần dần, nói chung là trong ngày mình khởi lên một tí xíu cũng được à, một hai phút nào đó trong ngày mình khởi lên cái tâm à, ví dụ như khi mà mình à, xúc chạm à, hoặc là mình nghe thấy, mình ngửi gì đó, thì mình cảm thấy rằng là các pháp nó đúng là vô thường à, các pháp nó cái bản chất nó là vô thường, cái bản chất nó là khổ, cái bản chất nó là vô ngã, thì không phải là lúc nào chúng ta cũng bắt được à, cái tam tướng, không phải lúc nào mà chúng ta cũng bắt được, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng á, lâu lâu mình bắt được một lần cũng được à, cũng như đối với bản thân của chúng tôi cũng vậy, không phải là lúc nào mình cũng ghi nhận được à, không phải là lúc nào mình cũng niệm liên tục được à, nhưng mà mình lâu lâu mình khởi lên cũng được, mà nhờ cái lâu lâu đó à, lâu ngày à, chúng ta sẽ có kinh nghiệm. Quý vị thấy rằng á, chúng tôi ít khi nào
mà chúng tôi nhắc đến cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm hay là sự xúc chạm, sự đụng gì đó, lúc ít khi nào chúng tôi nhắc về những cái điều này. Nhưng mà khi nào mà có liên quan, khi nào mà có liên quan cần thiết là chúng tôi sẽ nhắc. Tại sao? Ở trong đây khi mà chúng ta học cái chi pháp vô minh này đó, là vô minh mà trong cái phần bất tri về tập đế, là vô minh đó, nó có bất tri khổ đế, bất tri tập đế. Bất tri tập đế nó liên quan tới cái gì? Có nghĩa là mình không biết được cái sự ái tham, là mình không biết được cái sự ái tham. Mà cái ái tham á, là nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện ở đâu? Không phải là nó xuất hiện ở trong cái chữ nghĩa ở trên bảng, à, không phải nó xuất hiện ở trong cái chữ nghĩa ở trên bảng đâu. Mà ái tham này, khi mà chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, à, đó, thì ái tham mà nó sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Mà ái tham này nó xuất hiện là lúc nào? Do chúng ta thấy là lạc, do chúng ta thấy cái điều đó nó là lạc, là các pháp nó là lạc. Rồi lúc đó đó, các mình thấy các pháp nó là lạc đó, thì lúc đó là do đâu mà mình thấy các pháp là lạc? Không phải là do ái tham, à, không phải là do ái tham quý vị, mà do vô minh, à, vô minh. Vô minh nó che đi cái thực tính, à, của pháp, à, nó sẽ cho chúng ta thấy vô thường thì thành thường, mà khổ thì thành lạc, à, ngã đó, vô ngã đó thì thành ngã, bất tịnh đó thì nó thành tịnh. Đó thì chính từ đó, đó à, nó mới cho chúng ta, à, cho chúng ta có cái sự ái tham. Chờ chúng tôi chút xíu. Sống hàng ngày đó, là chúng ta sẽ có cái sự nhìn ngược lại. Đối với khi mà chúng ta thấy, khi mà chúng ta nghe, khi mà chúng ta ngửi, khi mà chúng ta nếm, khi mà chúng ta xúc chạm, thì chúng ta không xem cái đó là lạc, là chúng ta không xem đó. Đối với tất cả các cảnh, là chúng ta không xem nó là lạc. Thì từ từ đó, là chúng ta tập cái đó dần dần đó, à, chúng ta tập cái đó dần dần đó, thì nó được quý vị. Là có nghĩa là tại sao mà chúng ta không xem cái đó là lạc? Tại vì chúng ta nhớ đến cái gì cũng vô thường, à, cái gì cũng vô thường. Những cái đồ vật, những gì mà mình gặp, mình nghe, ngay cả mình thấy rằng những cái đồ gì mà nó rất là kiên cố, mà nó đến một lúc nào nó cũng vô thường. Thật sự ra đó, bây giờ chúng ta mới thấy được. Quý vị thấy rằng các nước mà phát triển ở trên thế giới, quý vị thấy rằng hồi xưa giờ mình thấy rất là vững, phải không quý vị? Nhưng mà ngày nay, trong ngày hôm nay thì đều phải ngồi mà bó tay, mà bó giò, à, tại ở trong cái căn phòng riêng của mình luôn. Có nghĩa là mình đâu có ngờ, mình không ngờ rằng là Mỹ, Ý, Anh, Úc, à, những cái nước mà phải nói rằng là những cái nước tiên tiến ở trên thế giới mà ngày hôm nay cũng phải ngồi ở trong nhà để mà tránh dịch, à, tránh cái tình trạng dịch này. Thật sự ra thì
cái chuyện đó nó xảy ra, cái chuyện đó nó là như vậy. À, thật sự cái chuyện đó là, nó là như vậy. Nhưng mà ở đây á, cái ý của chúng tôi nói á, là mình không ngờ được, và mình không ngờ được ngày hôm nay có cái chuyện này. Thì à, thật ra đó, chỉ có những người người ta có cái sự cố chấp, người ta mới không có suy nghĩ về những cái điều này. Chứ thật ra thì quý vị thấy rằng là đối với các pháp Đức Phật đã nói rồi là vô thường. Thì mình nghĩ đi, là những cái đại cường quốc, là những cái đất nước rất là phát triển mà hôm nay cũng phải chịu những cái điều này. Đó, thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta, khi nào mà chúng ta bận bịu quá, là chúng ta làm việc, là chúng bận bịu quá ở trong công việc nhiều quá thì chúng ta quên. Tại vì là thực tế, là thật sự ra mà nói chánh niệm liên tục á, chánh niệm trong từng bước đi đồ này kia đó thì à, hoặc là à, từng cái sự sinh hoạt á thì à, không có, mình thấy rằng là không có khả năng rồi, là không có khả năng rồi. Nhưng mà do cái tâm của mình, là nếu mà mình có học, là thì từ từ mà mình phát hiện được, là trước đây mình nhìn cái đó là với một cái sự mà tham đắm, là nhưng mà à, và đó đến với cái thời gian bây giờ đó, thì mình đã à, tháo gỡ từ từ rồi. Đó, thành ra chúng ta có cái tâm như vậy đó, là một ngày một chút thì lâu ngày nó sẽ có một cái năng lực, là lâu ngày nó sẽ có một cái năng lực, nó làm cho chúng ta rằng là khi mà chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh gì đó, là bất cứ một cái hình ảnh gì hoặc là cái âm thanh gì đó, là chúng ta cũng nhớ đến là vô thường, khổ, vô ngã. À, hãy mà chúng ta nhìn nguyên cái hình tướng à, thì chúng ta thấy rằng là các pháp nó là bất tịnh. Đó, thì một ngày nó khởi lên ở trong tâm của mình à, chừng vài chục lần thôi. À, một ngày chúng ta có rất là nhiều cái lộ trình tâm, có nghĩa là có nhiều cái dòng suy nghĩ nó khởi lên. Nhưng mà ngày chúng ta có chừng vài chục lần vậy thôi. Thì chúng tôi nghĩ rằng là lâu ngày mình sẽ được tốt hơn. Đó, có nghĩa là mình sẽ quán được cái sự vô thường, khổ, vô ngã, nhất là ở trong cái thời điểm này. Vậy thì đó là chúng tôi nói về cái dục ái Kama Tanha rồi. Bây giờ đến cái hữu ái Phá Quá Tanha đó, hữu ái có nghĩa là Phá Quá Tanha có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là tham ái nó đi kèm với thường kiến. À, tham ái nó đi kèm với thường kiến. Cái tham ái á, nó dựa trên cái niềm tin á, à, nó dựa trên cái niềm tin là cái sự thường hằng, cái sự bền vững của hiện hữu. Cái chữ phá quá đó là hữu, là tanha là hữu ái. Nhưng mà ở tanha, ở phá quá ở đây đó, là chúng ta thấy rằng là chúng ta nhớ là hiện hữu, mà ái hiện hữu là như thế nào? Có nghĩa là mình thấy rằng là mình dính mắc với cái sự mà thường hằng, là mình dính mắc với cái sự thường hằng, dính mắc với cái sự bền vững, thành ra nó mới trở thành là ái đi chung với thường kiến. Ái đi chung với thường kiến. Đó, thường thường á, quý vị thấy rằng á, có những người á, người ta cho rằng là người ta cho rằng là có một cái linh hồn hay là một cái thực thể là sống, là không bao giờ chết, là hoặc là không bao giờ bị tan biến. Mặc dù cho cái thân xác của mình, thí dụ như cái thân xác này á, mà nó có chết đi rồi đó, à, nó tan rã, nhưng mà đối với cái linh hồn á, là đối với cái linh hồn á, thì nó không có chịu cái sự tan rã. Quý vị biết rằng có người á, người ta còn thí dụ cái thiết đó của người ta đó, giống như cái con chim á, mà nó đang đậu ở trên cái cây này,
cái quý vị lấy đầu quý vị chọi cái nó bay qua cây kia, à, cái quý vị lấy đầu quý vị chọi nó, cái nó bay qua cái cây thứ ba. Đó, có nghĩa là đối với cái thân xác này thì nó tan hoại, à, thân xác này nó tan hoại, mà cái linh hồn thì nó không có tan hoại. Cho dù cái thế gian này nó có sụp đổ hay là nó có tan hoại gì cũng vậy đó, nhưng mà cái linh hồn đó, người ta cho rằng là nó vĩnh cửu, là nó không bao giờ chết hết. Đó thì những cái đó đó là những cái tín ngưỡng của ngoài Phật giáo, là những cái tín ngưỡng của ngoài Phật giáo. Hầu hết đó, là quý vị thấy rằng đó, là đa phần là người ta bám vào là cái thường kiến này, cái pháp tăng hai này, này là người ta bám vào cái thường kiến này. Rồi một số đó, người ta tin rằng đó, sau khi sự chết đó, mà nó diễn ra đó, con người sẽ được tồn tại, là cái người chết đó, là sẽ được tồn tại trên một cái thiên giới, là hoặc là bị đọa đày, là bị đọa đày vĩnh viễn ở trong một cái địa ngục nào đó. Thì quý vị thấy rằng á, cái điều này á, nó khác với Phật giáo, là nó khác với Phật giáo mình quý vị. Chúng ta mà sau khi chết á, là chúng ta có sanh lên cõi trời, là cũng do cái nghiệp, là cái nghiệp thiện của chúng ta mà nó làm cho chúng ta sanh lên cõi trời. Nhưng mà khi mà chúng ta ở cõi trời đó rồi đó, hết cái quả đó rồi đó thì chúng ta cũng sanh là xuống cõi người, hoặc là sanh xuống cõi khổ, là chứ chúng ta không có ở một cái chỗ nào mà nó thường tồn hết, là chúng ta không có ở một cái chỗ nào mà nó trường tồn hết đó. Rồi một số nữa người ta cứ tin rằng là phải mà chúng sanh á, cứ luân chuyển từ cái kiếp sống này sang một cái kiếp sống, rồi coi như là khi nào mà nó đủ con số, à, nó đủ số mà một cái con số nào đó nhất định rồi thì cái người đó được giải thoát, là cái người đó được giải thoát đó. Vậy thì đối với cái phá quá tanh ha đó, là có nghĩa là ái tham mà nó đi theo cái thường kiến, là ái tham mà nó đi theo cái thường kiến, thì nó nói tóm lại thì chúng ta thấy rằng là bất cứ một cái tín ngưỡng nào dạ, yeah, quý vị nghe lại chưa? Quý vị nghe lại chưa? Alo? Dạ. Yeah. Oh, chúng tôi rất lâu chưa quý vị? Rất lâu chưa? Dạ, yeah, mới rớt ha. Rồi, vậy thì nói tóm lại á, bất cứ cái tín ngưỡng nào mà có cái sự chấp giữ cho rằng là cái linh hồn hay cái thực thể là nó sống, nó di chuyển từ cái kiếp sống này sang cái kiếp sống khác, là cái linh hồn của mình á mà không bị tan hoại á quý vị, có nghĩa là cái xác thân này nó tan hoại nhưng mà cái linh hồn nó không tan hoại, thì coi như là cái đó gọi là phá quá tanh ha, có nghĩa là tham ái mà nó đi chung với thường kiến, thành ra chúng ta gọi là ngũ ái phá quá tanh ha. Ngày hôm nay quý vị chúng tôi giảng như vậy đó, hiểu cái chữ mà phá quá tanh ha chưa? Nào, nếu mà hiểu rồi qua phi hữu ái, còn mà không hiểu quay lại nữa quay lại nữa cho quý vị chán cơm chán cháo luôn đó. Rồi khi nào mà chúng ta có phá quá tanh ha, khi nào mà ái mà nó đi kèm với thường kiến, mà thường kiến có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình cho rằng cái linh hồn hay là cái sự chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, à, chỉ có cái xác thân này nó tan hoại thôi, còn cái linh hồn á, cái linh hồn của mình á là nó không có tan hoại,
đó, khi nào mà quý vị vướng vào cái đó gọi là bắt ái đi chung với thường kiến, gọi là cũ ái phá quá tanh ha. Đó thì ở đây chúng tôi cũng nói thêm, có những cái người người ta cũng coi như là người ta cũng thích thú, người ta cũng thích thú ở trong cái sự mà người ta thích thú ở trong cái những cái gì mà nó trường tồn đó. Thì ở đây thì nó cũng là cái do đâu quý vị, do nhiều đời mình có cái duyên với tài kiến, nhiều đời mình có cái duyên với tài kiến, cái gì mình cũng mong nó trường tồn hết, nó thành ra nó dễ sản xuất ra cái này, nó dễ sản xuất ra những cái tư tưởng này đó. Thôi bây giờ là chúng ta qua cái phi hữu ái đi. Phi hữu ái hồi nãy là phá quá tanh ha, phá quá tanh ha, bây giờ đến là phi hữu ái ví phá quá tanh ha. Rồi quý vị viết lên cái dòng chữ hữu ái đi, phá quá tanh ha. Rồi bây giờ đến phi hữu ái ví phá quá tanh ha. Đừng nói chúng tôi rất phá quá tanh ha là hữu ái ví tiếp vị ngữ ý ví à, đúng rồi, ví phá quá tanh ha, tanh ha không tanh tan tanh ha viết hành tanh tan này chắc là bài giỏi tiếng Anh đó. Bây giờ là phi hữu ái, vậy thì cái ví phá quá tanh ha đó, ví phá quá, ví phá quá có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là không trở thành, không hiện hữu, không trở thành, không hiện hữu, không hủy diệt của hiện hữu đó. Vậy thì cái nào bây giờ mà chúng ta có tham ái á, chúng ta có tham ái mà nó đi chung với cái gì? Nó đi chung với là không trở thành, không hiện hữu, không hủy diệt của sự hiện hữu đó, thì đó gọi là phi hữu ái quý phá quanh ha. Đó quý phá quá đó, không trở thành, không hiện hữu có nghĩa là hết chết là hết đó. Đó bắt đầu chuẩn bị nó lộ diện rồi đó, chuẩn bị nó lộ diện rồi đó. Đó thì những cái quan kiến này đó, những cái sự mà hiểu như vậy đó là của ở bên cái một cái giáo phái mà ở trong cái thời kỳ Đức Phật đó. Cái giáo phái của ông A Chí Tá cái giáo phái của ông A Chí Tá, thì cái ông Á Chí Tá đó, ông đưa ra cái thuyết này nha quý vị. Trong cái thờ Đức Phật, cái ông Á Chí Tá đó là ông đưa ra cái thuyết này. Có nghĩa là ông nói đối với con người của chúng ta đó, bây giờ quý vị học ở trong quy diệu pháp á, trong cái cơ thể của chúng ta đó chia làm bốn đại phải không quý vị? Đất, nước, lửa, gió. Đất nước lửa gió thì những cái gì mà cứng mềm, gì cứng mềm nó thuộc về cái tính chất của đất phải không, còn cái gì mà nóng lạnh thì nó thuộc tính chất của lửa, cái gì mà nó quấn tụ thì thuộc tính chất của nước, cái gì mà nó căng phồng nó uyển chuyển thì thuộc tính chất của gió đó. Thì quý vị thấy rằng ông này ông cũng giảng y vậy luôn, ghê không quý vị, ông cũng giảng vậy luôn. Nhưng mà đối với ổng thì là coi như là ổng nói rằng là sau khi mình chết những cái chất gì mà thuộc về đất thì nó sẽ đi theo đất, những cái chất gì mà nó thuộc về nước nó sẽ đi theo nước, những cái chất gì mà nó thuộc về lửa nó sẽ đi theo lửa, những cái chất gì mà nó thuộc về gió nó sẽ đi theo gió. Rồi vậy thôi, cái bắt đầu cái hỏi, người ta hỏi ổng vậy thì
những cái chất gì mà những cái gì mà nó thuộc về cái sự biết nha, cái sự thức đồ nè, thì coi như là nó đi đâu, ông nói nó đi vô hư không, đi vô hư không luôn. À, đó thì bây giờ quý vị nói trở về cát bụi phải không? Giờ đất á, thì đi theo đất, nước á, thì đi theo nước, lửa đi theo lửa, đó gió nó đi theo gió. Rồi ta hỏi ông á, rồi vậy thì cái tâm thức nè, cái linh hồn nè, nó giờ mình tạm thời mình cho là cái tâm thức với cái linh hồn đi, nó đi đâu? À, mỗi cái nó có, nó đều có một đường đi, nơi đi chốn về hết. À, vậy thì cái tâm thức đó, cái linh hồn đó, đó nó đi theo đâu? Ông nói nó vô hư không hết rồi. À, nó vô hư không hết rồi là coi như là mất luôn. À, thì đó là lòi ra cái gì quý vị? À, lòi ra cái gì? Lòi ra cái đoạn kiến. Lòi ra cái đoạn kiến thì phải không? À, lòi ra cái đoạn kiến quý vị, có nghĩa là những cái giác quan của mình á, à, những cái giác quan của mình á, mà cái sự biết, sự nghe, à, sự thấy, sự nghe đồ này kia đó, à, rồi sau đó nó sanh lên những cái sự hiểu biết hoặc là không hiểu biết rồi đó, à, thì coi như là nó đi vào hư không hết. Mà hãy mà đi vào hư không rồi thì có tái sanh không? Đâu còn. Thì ổng tránh né cái vấn đề tái sanh quý vị. À, ổng tránh né những cái vấn đề tái sanh. Thì chính từ đó nó, chúng ta mới phát hiện ra những cái người này là sao quý vị. Những người này rất làm biến làm thiện, à, do họ lười làm thiện, rồi họ thích làm ác, thành ra đó họ mới có tư tưởng này. Họ mới có tư tưởng này. Chứ nếu mà Mình làm ác, mình không làm thiện, mình làm ác, mà nếu mà bây giờ mình thiết có đời sống sau thì mình chịu sao nổi quý vị? À, có đời sống sau sao mình chịu nổi? Cái quả báo nó lên, nó ngập đầu, nó ngập tràn mình, sao mình chịu nổi? Đó, thành ra quý vị thấy rằng những cái chủ thuyết này là do những cái người đó họ rất là làm ác, thành ra họ mới đưa ra những cái chủ thuyết này. Chứ bây giờ chúng tôi hỏi quý vị á, à, hỏi quý vị giờ mình hành ác, mình làm toàn là chuyện ác không à? Đó, bây giờ mà mình nói có kiếp sau vậy, vậy là không lẽ mình nói kiếp mình sát sanh nhiều, kiếp sau mình khỏe lắm, à, mình giống người khổng lồ, người bự lắm. Đó, không lẽ mình thiết vậy? Đó, thành ra quý vị thấy rằng những cái giáo chủ này đó, à, người ta thiết cũng ghê lắm. Đức Phật mình là thiết đất nước lửa gió, người ta cũng thiết đất nước lửa gió, à, nói về cứng mềm căn phòng lai động nóng lạnh đồ này kia, họ cũng căn phòng cứng mềm lai động luôn. Nói chung là họ cũng rất là ghê, à, rất là ghê quý vị. À, rồi nói về mà quý vị thấy rằng nhập vô địa đại, đi về theo địa đại, à, rồi chất lửa đi về theo chất lửa, à, ở bên ngoài. À, có nghĩa là quý vị thấy rằng người ta giải thích được là nóng lạnh luôn đó, à, giải thích ghê không? À, chứ lúc mà mình chết không thấy lửa gì đâu. Đó, thì quý vị thấy rằng người ta làm cũng rất là ghê. Rồi á, mọi người mới hỏi á, đệ tử của ông mới hỏi á, vậy thì cái sự biết và cái sự không biết đồ đó, à, những cái chất kia thì nó đi theo đường đi lối về của nó, ừ, rồi vậy những cái biết hoặc là không biết đồ này, hoặc là tri kiến đồ, hoặc là bất tri kiến đồ đó, thì nó đi đâu? Ông nói nó đi vô hư không hết, à, nó đi vô hư không hết luôn, rồi bắt đầu nó tan hoại ở trong hư không luôn. Đó, thì đó là quý vị thấy rằng mình thuyết vậy người ta mới tin. Còn giờ mà mình nói là đoạn kiến, à, tại mình có học ở trong Phật học, mình nói đoạn kiến, chứ nếu mà mình mà nói đoạn kiến ai mà dám theo tu với mình. À, mình phải đưa ra những cái đẹp như vậy người ta mới theo, à, người ta mới thấy, ờ, à, đúng rồi, tôi thấy hồi bữa ông nó chết rồi đem thiêu ổng rồi, như là xác thân của ổng nó cũng thành tro rồi, chắc rồi linh hồn của ổng hay là cái tinh thần gì của ổng nó vô hư không rồi, nó bắt đầu tan hoại trong hư không luôn, thành ra người ta mới đưa lên cái chủ thuyết đó. À, thì mình á, ở đây á, mình mới biết rằng là những người đó là người ta đi theo cái đường lối là coi như là chết là hết.
mà tại sao mà mắc mớ gì người ta không tin về cái sự mà có cái sự tái sanh đó? Tại vì những cái người này do người ta làm ác nhiều, là người ta rất là khó làm thiện, hầu như cái cuộc đời người ta không có làm thiện mà người ta làm ác nhiều, hoặc là cuộc đời của người ta thích hưởng thụ, là sau khi người ta hưởng thụ rồi nó chết, là nó chết lạ hết, thành ra người ta thấy rằng là cái tội vậy. Thì nếu như vậy mình cực khổ chi gì tu hành, cực khổ chi vậy mà mình phải làm thiện đó. Thì bây giờ một là mình có mình hưởng thụ hết, hoặc là mình muốn làm cái gì mình làm đó, thành ra rồi sau khi mình chết là nó hết rồi đó. Thì lâu ngày á, dần dần á, cái tâm của mình á, nó bị ăn sâu vào đó luôn, nó ăn sâu vào đó luôn quý vị. Ví dụ như quý vị biết rằng á, đối với chúng ta mà tu học á, mà một thời gian ví dụ như là chúng ta bận bịu quá mà chúng ta không có tu học coi, rồi chúng ta đi gần, chúng ta đi làm ăn xa, làm ăn gần gì đó, chúng ta gần với những người mà với cái chủ thiết mà sau khi chết là hết, lâu ngày cũng bị bén mặt, bén rễ nha quý vị, lâu ngày nó cũng bị bén rễ nha quý vị. Chúng ta biết rằng là chúng ta mà bởi vậy ở trong cái nhân mà phát sanh tà kiến, là do mình gần gũi với những người tà kiến, thành ra những cái nhân mà phát sanh trí tuệ là thôi xã giao ngoại giáo. Có những người á, người ta nói rằng là ở trong kinh á, mình đọc ở trong kinh, nhất là Trung Bộ Kinh á, có ưa nói về các vị tỳ kheo á, là buổi sáng khi mà đi khất thực còn sớm quá, thành ra có ghé qua bên ngoại đạo để mà ngồi chơi, cũng như là ngồi có cái sự mà qua lại giao hữu với nhau. Thành ra bây giờ nhiều khi con ở bên đạo Phật, con đi nhà thờ hay con đi đâu cũng được, thì tại sao mà nói là con giao lưu với ngoại giáo? Cái điều đó mình phải biết cái khả năng của mình, cái công lực của mình nó chưa có thâm hậu, mình đi qua bên đó là coi như là mình bị đủ thứ chuyện hết đó. Thành ra đó, chúng tôi mới nói rằng là khi mà những cái mà ngày xưa trong thời Đức Phật đó, thật sự ra đó là duyên lành ba la mật của các vị đó già dặn đầy đủ rồi, chỉ chờ đợi nghe một câu Phật ngôn thôi là đủ để mà chứng đắc đạo quả. Thành ra người ta đi qua bên đó ngoại đạo nói cảm thọ có mấy đồ này kia, về hỏi lời Đức Phật, rồi Đức Phật thuyết giảng ngay rồi đắc đạo quả đó. Còn mình ở trong thời nay là không có đủ, thành ra đó mình không nên đi đến những cái chỗ đó. Còn những người mà do cái đời sống của họ khó khăn đồ này kia, họ phải đi phương xa, không có những cái chùa mà thuyết giảng về giáo lý, do vậy mà mình gần gũi với, đã không được nghe pháp rồi mà mình gần gũi với những cái người này nữa, thì lâu ngày á, lâu ngày thì mình sẽ bị nhiễm cái tư tưởng là sau khi chết là hết nha quý vị. Nhiều khi mình lỡ làm một cái chuyện gì đó, mình nghĩ trời ơi cái này mà cái quả báo đời sau này chết chắc chết vậy thôi, tôi mong rằng chết là hết chứ đừng có đời sống sau chi nữa đó. Dần dần cái tư tưởng mình nó bị lệch lạc. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo á, chúng ta biết ví dụ như chúng ta làm lỡ mà chúng ta xưa kia mà mình đã tạo những cái bất thiện nghiệp, thì bây giờ mình tu tập mình tạo cái thiện nghiệp nó nhiều, giống như là một hạt muối mà bỏ xuống một cái dòng nước lớn, thành ra nó không có đủ mặn. Có nghĩa là ở đây không phải là đem cái này và trừ cái kia, nhưng mà quý vị thấy rằng á, thí dụ như hồi xưa đó mà quý vị mà làm cái nghề sát sanh đi, hồi xưa mình giết mổ gà để mà mình nuôi con đi, bây giờ mình nghỉ rồi, thành ra bây giờ mình tạo phước, mình tạo phước bằng mình tu tập tâm từ bố thí hoặc là phục vụ vân vân, có nghĩa là thiện pháp nào mình cũng tu tập hết á. Thì cũng giống như là cái ngày xưa mà mình giết mổ gà đó, thì nó giống như là cái hạt muối,
Mà bây giờ cái thiện pháp mình tạo nhiều, nó giống như cái dòng sông, thì cái hạt muối nó không làm đủ mặn cái dòng sông đó. Chứ chúng ta nghĩ rằng hồi xưa mà mình giết gà, bây giờ mà mình nghe những cái thuyết này nói có tái sanh đời sau nó chắc rồi, đời sống sau mà chắc còn mình tuổi thọ nó ít mà đã vậy rồi, nó còn đau xương, đau khớp, đau lưng, nó đủ thứ chuyện hết. Thôi mong rằng đừng có kiếp sau. Cái điều đó nó thì lâu ngày cái tư tưởng mình vướng vô như vậy, nó sẽ vướng vào cái đoạn kiến, là nó vướng vào cái đoạn kiến. Mà quý vị biết rằng á, cái đoạn kiến này á, là coi như là nếu mà mình mà vướng vào á, rất là khó để mà thoát ra. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó mình rơi xuống địa ngục rồi, mà rơi xuống khổ cảnh rồi. Mà hãy mà mình rơi xuống khổ cảnh á, thì biết chừng nào mới lên được, biết chừng nào mới lên được. Nhất là mình bị đọa xuống khổ cảnh, đọa xuống địa ngục á, mà bằng cái đoạn kiến này đó, thì khi nào mà tâm nó khởi lên là có kiếp sống này, có kiếp sống sau đó, thì lúc đó mình mới có khả năng để mà mình sanh lên, thoát ra khỏi cái địa ngục đó. Đó, vậy thì ngày hôm nay chúng tôi đã trình đến quý vị dứt được cái phần mà hữu ái với phi hữu ái. Đó, ái, dục ái là mình tham ái đối với các cảnh, tham ái đối với các cảnh. Hữu ái là có nghĩa là mình tham ái mà nó đi chung với thường kiến, mình cho cái gì nó cũng thường hằng đó. Sanh lên cõi đó là thường hằng đó, là coi như là hữu ái. Rồi viết phá quá tanh ha là có nghĩa là mình tham ái mà mình muốn rằng là không có hiện hữu, mà tham ái mà đi chung với cái sự mà không hiện hữu, viết phá quá tanh ha đó, thành ra gọi là đó, thành ra gọi là phi hữu ái, phi hữu ái. Đó, vậy thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị về ba cái loại ái này. Mà ba cái loại ái này khi mà chúng ta không biết thì gọi là cái gì? Bất tri trong tập đế, bất tri trong tập đế. Đó, ba cái loại ái này, cái lúc mà cận tử nghiệp mà lúc đầu chúng tôi nói đó, cận tử nghiệp đến, nó sẽ cho mình cái gì quý vị? Nó cho mình thấy nghiệp, nghiệp tướng thuốc để mình đi tái sanh. Thì mình không hiểu được trong những cái điều này là mình bất tri trong tập đế, bất tri trong tập đế có nghĩa là bất tri về tham ái đó. Vậy thì trải qua mấy tuần lễ mới đi được có hai cái chi phần vậy thôi, nhưng mà chúng tôi cũng ráng cố gắng để mà trình bày cho quý vị hiểu được chút nào, mà quan hỷ được chút nào thì cũng tốt chút đó trong cái thời gian này. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin được rút cái lớp học với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia cái phước này đến các vị Phật tử, mong quý ngài quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên người trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thác Bà, Ngã Quỷ, A-tu-la, những chúng sanh Dạ So, những chúng sanh Phước Mặt, Phước Mài, chư thiên Chúa Diêm Vương, mong các vị hãy quan hỷ lãnh cái phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư pháp tính về buổi giảng của tối hôm nay, rất là hay và rất là sâu sắc bạch sư. Dạ, trong khi con đang học thì có một vị đạo hữu có nhắn tin với con là xin con hỏi với sư pháp tính là khi mà sư kể cái câu chuyện mà cái vị khi mà vị trụ trì chết rồi cái đứa bé nó được sanh trong bụng mẹ, thì cái đó phải cùng ngày giờ hay không bạch sư? Tự vì lúc đó là khi mà cái giây phút mình chết xong rồi thì mình tục sinh lại thì nó chỉ có một sát na kế tiếp thôi. Thành ra cái vị đạo hữu này muốn
hỏi sư là lúc đó có như vậy không vậy sư, để mình kiểm nghiệm lại đó sư. Dạ con xin chân bích lại cho sư ạ. Câu chuyện đó là chúng tôi đọc lại do các vị trưởng lão ở trong cái thời cận đại, là cái thời gần đây đó, các vị kể lại. Thì nó không phải là cách xa, nhưng mà có nghĩa là quý vị thấy đó, là cái vị trụ trì đó là bị giết, là cái vị trụ trì đó bị giết. Rồi sau khi chết đó, thì cái vị trụ trì đó nó tái sanh, là tái sanh vô cái gia đình đó. Cái gia đình đó mà thành ra gia đình đó nó mới nuôi cái đứa bé đó đến bây giờ là 3 tuổi. Đó, thì bây giờ mọi người gặp lại đứa bé đó, là thì nhắc đến tên của cái người cận sự đó, thì đứa bé nó mới hoảng sợ, rồi nó mới kể lại cái câu chuyện đó. Thì nó kể lại cái câu chuyện đó là nó bị những người này truy sát, xong rồi nó chạy, nó chạy, nó leo lên cái chiếc thuyền, nó chạy qua bờ sông bên kia, rồi nó vô nhà đó, rồi nó thấy an toàn trong nhà đó. Đó, thì có nghĩa là mình nghe cái câu chuyện thì nó dài, nhưng mà thật sự ra đó, lúc mà cái sự chết đó nó xảy ra là cấp tốc, là cấp tốc quý vị. Có nghĩa là cái vị trụ trì này là coi như là bị đâm. À, bị đâm là lúc đó là coi như cận tử nghiệp của vị này chết đó, là thấy một cái gia đình nào đó an toàn đó, là coi như là mình vô cái gia đình đó, à, vô cái gia đình đó, à, để mà mình né cái mình tránh cái sự nguy hiểm ở bên ngoài này. Thì có nghĩa là nó cùng ngày cùng giờ luôn. Tôi nghĩ rằng đó, lúc đó chỉ có tính bằng sát thôi, à, chứ không có tính bằng giây phút nổi, à, coi như là lúc đó là, à, tâm mình coi như là vừa tử là nó tục sanh liền, à, thành ra sát na tử với sát na tục sanh nó liên tục với nhau. Mà trong vi diệu pháp mà nó mình đang cái chốc vậy á, là coi như là triệu triệu sát na sanh diệt. Thì trong cái câu chuyện mình kể á, thì mình thấy dài, nhưng mà lúc cận tử nghiệp của người ta là tích tắc, à, tích tắc là, à, nó đi tới liền đó. Thành ra đó là chính vì vậy mà chúng ta mới biết được cái đứa bé đó là cái vị trụ trì đã mất cách đây 3 năm. Thì đứa bé đó bây giờ 3 tuổi, thì mình tính bằng cái con số nó bằng vậy thôi, chứ mình không thể nào mà mình tính chi tiết được hết. Tại vì đối với cái lộ cận tử hoặc là trong cái quá trình mà tử rồi tái sanh, chỉ có bậc thánh, à, hoặc là nếu mà quả quán á, là chúng ta thấy rằng là những cái bậc tu đạo quần mà có cái nhiễm vị thiên nhãn minh, à, thấy được sự sống chết của chúng sanh. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái điều này á, mình cũng thấy nổi, à, chỉ có bậc, à, những cái bậc chánh đẳng chánh giác, à, mới thấy coi như mình vừa tử chỗ này mà sanh ở nơi đâu liền đó. Còn đối với mình ở trong thời nay thì mình không có đủ khả năng để mà mình thấy về cái điều này. À, thật ra mình chỉ nghe về cái quá trình nó diễn tiến như vậy. À, chứ mà hỏi mà, à, chi tiết, à, giống là quay phim chậm lại thì mình sẽ không đủ khả năng. À, không đủ khả năng đó. Đó là chúng tôi kể cái câu chuyện đó, là đứa bé đó là cái vị trụ trì. À, cái vị trụ trì đã chết cách đây 3 năm. Đứa bé này 3 tuổi. À, đó là cái câu chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng là các vị sư ở bên Miến Điện á, thì nếu mà không bao giờ mà có cái sự sơ suất về những cái điều này đâu. Chúng ta cũng tin về những cái điều này, có nghĩa là có đời sống này, có đời sống sau, những cái nghiệp tướng, những cái thú tướng nó sẽ khởi lên trước khi chúng ta tử. Trước khi mà tâm tử nó sanh lên, nó sát na tử, nó sanh lên, nghiệp tướng mà thủ tướng nó sẽ khởi lên để mà cho quyết định cho chúng ta cái cảnh giới tái sanh.
À, đây là những cái ý xin được trình bày câu hỏi của quý vị. À, bây giờ còn câu hỏi nào nữa thì quý vị hãy nêu lên. À, xin mời quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giá, và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời của sư pháp tính. Dạ quý vị, còn có ai có câu hỏi về thắc mắc về cái bài học vừa qua không? Thì quý vị xin giơ tay trực tiếp để hỏi với sư, hoặc là có thể chat lên đạo tràng để cho Nguyên Như có thể đọc cho sư ạ. Dạ chị Nhung có câu hỏi gì không hả chị? Xin chị post lên, hoặc là chị có thể giơ tay hỏi với sư ạ. Anh Lý, Hà, cô Trần Đạo nè, Nguyên Trang nè, Quanh Phan nè, Kỳ Anh nè, có ai, cô Bình Lê, dạ có ai có câu hỏi với sư không ạ? Ok, như vậy là có thể mình gói gọn lớp học lại ở chỗ này. Dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông và bạch sư có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay không bạch sư? Dạ con không biết sư âm thanh của con không bạch sư? Dạ dạ con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba bhuta nuvave nasara sauti pavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba dhamma nuvave nasara sauti pavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba sangha nuvave nasara sauti. Và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sư thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải là, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra quá si ni thu bê kha rê bô thi kha rê ta hưng ta hưng ta tham ma đa nê na pha văn tu pu chi ta son thân ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha man cha na wa ca cha phân kha vô sa vi ca đa na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sani gamma cha isada samana futa sukita pavantu te cha la bu cha ye bi cha anda samfa qua san se da cha ta tha wo papatika ni ya ni kang thamma warang patan cha te sambe bi dung kha sa ro sang kha yang tha tu chi rằng sát tăng thầm mô thầm mạnh tha ra ra cha sang khổ hồ tu sa ma cô wa an tha ya cha hi ta ya cha a bê rằng ca tu san thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no gu tân sam ba bu ya ma thầm ma ri yam ba quê đi Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô Y đằng quá tám nề bình nhàng à sát khá già quá hằng hồ tu quá nà gác tề cà lệ
Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây.